Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây hải châu lá nhỏ nha, cây tông cao thiên nhiên. Cây này mình làm dáng văn nhân đồ là ok luôn. Rồi, cây này có mã số là 235. Hoành gốc đo được là 14 nha. Cái hoành ngay chỗ đây nè. Hoành chỗ này mình đo được là 14 nè. Cây cao là 100, 100 là đến đầu thân chính chỗ này nha. Đến đầu thân chính, còn lên đến ngọn thì nó hơn cỡ tầm 15 20 nữa. Rồi đang nằm cái chậu lọt lòng là 37. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 1,4 triệu bao ship không chậu nha. Coi này, đế này. Rất là khỏe luôn. Cây rất là khỏe rồi nha. Hải châu lá nhỏ, tông cao thiên nhiên nha. 1,4 triệu bao ship không chậu nha em ạ. Mình xem tham khảo luôn. Được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Lá nhỏ nha. Đế nè, cốt đế cũng khá là to nha em. Cái này về mình vô dây mình định hình lại theo cái chiều mình thích là ok nha. 1,4 triệu bao ship cho cây hải châu này luôn, mã số là 235. Mình xem tham khảo luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cụm linh sam rừng rin nha. Cụm linh sam rừng rin. Rừng này rừng Ninh Thuận nha mình. Cụm này liền cốt, sống khỏe rồi. Hoàn thiên nhiên nha. Cụm này có mã số là 237. Tổng hoành là 66, cây cao là 43. Bầu ươm hiện tại là 40 nhân cho 35 nha. Cây này nhà vườn giao lưu nhanh là 700k bao ship. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cái này là chung cốt luôn nha. Cây này thì có một cái thân này khô lũa nè. Thân này một nè. Thân này là hai nè. Hai thân. Còn lại bao nhiêu là thân sống nha. Cây này nhà vườn giao lưu nhanh là 700k bao ship. Liền cốt, sống khỏe luôn. Cái này về mình lên chậu mình... Một là mình để rin luôn, mình chơi. Hai là mình ghép đao điểm nha. Ghép đao điểm hoặc 86 gì đó, tùy theo sở thích của mỗi người thôi. Linh Sam rừng rin 700k bao ship. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Dọn vườn nhanh luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây sam ngọc mini lũa nha. Lũa thép luôn này. Lũa thép ở giữa đây nè, còn hai bên này là thân sống nha. Đó. Rồi cây này có mã số là 238 nha. 238. Tổng hoành cụm của tổng hoành xét gốc cái đây này là 31, cây cao là 13, 13 nè. Đó, cao đến đây là 13 nha. Đang nằm cái chậu lọt lòng là 20, chậu nhựa nuôi nha. Cây này thì nhà vườn giao lưu nhanh dọn vườn luôn là 250 bao ship nha mình. 250 bao ship luôn. Nhà mình xem tham khảo nha. Đây, thân lũ nè. Cái này là nguyên này, thân này thân lũ nha. Lũ thép luôn. Cái này mini bàn trà thôi. Cái này cây mini bàn trà nha. 250k bao ship. Nhà mình xem tham khảo luôn. Được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Mã số 238 sam ngọc siêu mini nha. Mini bàn trà 250k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cặp phát tài núi nha, hay còn gọi là cây huyết giác. Cây này có mã, cặp này có mã số là 240. Cái hoành thân bên này là 11 nha. Hoành thân bên này 11 này. Cây cao lên đến tầm đây là 40. Đó. Đang nằm cái giót nuôi 20 nha. Rồi cặp này nhà vườn giao lưu nhanh là 350k bao ship nha. 350k bao ship. Cái này về mình vô hai cái chậu hai bên nữa là ok luôn nha.
cây sống khỏe rồi nhà mình yên tâm. Cái này mà mình trồng ra cái chậu rộng rộng nó cũng mau lớn lắm nha. Khoét tài núi. 350k bao ship cho cặp này luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha, được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi nhà vườn xin qua cặp này luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân, mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cụm linh sam rừng rinh nha. Cụm này liền cốt sống khỏe luôn. Cụm này có mã số là 241 nha. Tổng hoành là 59. Tổng cái hoành này 59 nha. Cây cao là 45. Bầu ươm hiện tại là 30 nha. Cây này nhà vườn giao lưu là 600k bao ship. Cây này thì có 1, 2, 3, 4, 4 thân. 4 thân này là khô lũa nha. Rồi có hai cái thân này thân lũa nữa. Đó, còn lại là thân sống nha. Liền cốt sống khỏe luôn. Giao lưu nhanh dọn vườn là 600k bao ship luôn nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. 241 600k bao ship. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Linh sam rừng rinh. Cái này về mình để rinh cũng được. Hoặc là mình ghép đao điểm 86 rồi đều ok luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân, mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây trắc dây gai nha. Cây này bên này là thân sống, còn bên này là lũ này. Coi lũ này tưới nước lên nó đỏ này, còn ở trên này là nó chưa tưới nước này. Chứ cái này mà mình tưới nước lên thì đỏ lói luôn nha. Cái này là thân lũ này, thân lũ rinh luôn nha, không có tác động máy móc gì luôn. Rồi cây này có mã số là 242. Tổng cái hòn gốc đây được là 39 nè. Cái hòn thân bên này là 14. Nãy quên đo cao nè. Cây cao ở bên này có tầm 35-38 á nha mình. Còn lên tới đầu lũ này 2 nè, 4 nè, tầm 60. Lên tới đầu lũ tầm 60. Còn cái thùng xốp nuôi hiện tại là 33 nhân cho 24 lọt lòng nha. Rồi cây này nhà vườn em giao lưu nhanh dọn vườn luôn là 600k bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Trắc dây gai. Dòng này dòng lá nhỏ nha mình. Cái này về mình chỉ tỉa sơ sơ vậy là ok rồi. Đó. Thân lũa khá đẹp. 600k bao ship rất chỉ là mềm luôn. Giá bên em là giá bao ship nha mình. Giá bên nhà vườn là giá bao ship. Còn những chỗ khác thì báo cái giá không ship thì nó đương nhiên là nó phải rẻ hơn rồi. Nhưng mà khi mà động đến phí ship thì nhiều khi nó cũng ngang bằng với phí cây đó nha. Đó rồi nó phát sinh rất là nhiều cái vấn đề tiêu cực. Đó rồi cây đi cây về rồi rất là mệt. 600k bao ship cho cây trắc dây gai này luôn nha. Nhà mình xem tham khảo luôn, siêu lũ luôn nha mình. Cây quá đẹp luôn, cái này về lên cái chậu nữa là ok rồi. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân, mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây trắc dây gai lũa thép nha. Cây này đã sống khỏe rồi nhà mình yên tâm. Lũa nè, lên nước nè, đỏ âu luôn. Lũa rinh luôn nha. Rồi cây này có mã số là 243. Cái hoành ngay chỗ đây này, hoành ngay chỗ cái eo đây này là 37. Cái hoành của cái thân đây nè, cái thân đây không này là 21. Cây cao là 58 đến đầu thân chính, còn 64 lên đến thân lũ đây nha. Đang nằm cái sọt nuôi là 35 nhân cho 26. Cái này cây chân đế rễ nơm luôn. Trắc dây gai nha, lũ này, lũ rinh luôn. Rồi cây này nhà vườn giao lưu nhanh là 850k bao ship nha. 850k bao ship. Cái này về mình lên chậu nữa là ok thôi. Trắc dây gai nha. Dòng này là dòng lá nhỏ nhất rồi. Lũ nè. Quá đẹp. Chân đế rễ nơm luôn. Thân xoắn luôn nha.
đây nè, thằng xoắn này. $850 bao ship luôn nha. Nhà mình xem tham khảo được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn, còn không thì cũng tham khảo vui vẻ nha. Thằng lũ đẹp. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.